Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Huyên Lin. Bởi vì sang tuần thì đã đến năm học mới rồi, thế nên là mình sử dụng nốt cái thời gian ít ỏi nghỉ hè còn sót lại để đưa em bé nhà mình đi chơi. Ngày hôm nay thì mình đã đưa em bé nhà mình đến Bát Tràng. Đây là lần đầu tiên em bé nhà mình được đi Bát Tràng này, rồi được thử trải nghiệm xem và nặn đất sét, nặn gốm. Mình thì cũng đã đi Bát Tràng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cũng phải từ thời sinh viên và cách đây phải hơn chục năm rồi. Thế cho nên là hôm nay mình cũng muốn kiểu thử để làm gốm lại. Nhưng mà thú thật với mọi người là với cái bộ móng dài dài như thế này của mình thì không thể làm được một cái đồ gốm gì hết mọi người ạ. Rất là khó và kiểu nó hơi kiểu bị bẩn một chút ý. Thế cho nên là mình chỉ nghịch được một chút như thế này thôi. Ngày hôm qua đã đi Bát Tràng cả ngày thấm mệt rồi, nhưng mà ngày hôm sau thì mẹ con mình vẫn đi chơi cả ngày luôn. Nói chung là tận dụng hết mức có thể những ngày nghỉ hè, bởi vì vào năm học mới rồi thì cả hai mẹ con đều rất là bận. Hôm nay thì mẹ con mình đã đi chơi khu vui chơi này, đi ăn uống này, đi hiệu sách và đi cà phê. Không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng đối với em bé nhà mình thì không chỉ là em bé đáng yêu, là con gái của mình, mà em bé của mình còn như một người bạn đồng hành của mình vậy. Chỉ cần là mẹ rủ thôi thì nàng ta vô cùng vui vẻ và háo hức tham gia mọi trải nghiệm với mẹ. Và kiểu mình có cảm giác là mình có một cô bạn tí hon rất là hạnh phúc và vui vẻ. Và mình cũng hy vọng rằng là lớn lên thì mẹ con mình vẫn duy trì được cái điều này để có thể trải nghiệm với nhau được nhiều hơn. Sau khi đi hiệu sách chán chê thì mẹ con mình quyết định là sẽ ngồi cà phê ăn bánh chiêu chiêu một chút. Dạo gần đây thì Hà Nội đã sang thu rồi và thời tiết rất là mát mẻ, thi thoảng chỉ có mưa một chút xíu thôi. Được ăn bánh và uống cà phê với cô bạn thân như thế này thì còn gì bằng, đúng không mọi người? Đây, con che tay vào cái này rồi, con phải cầm lên này. Ơ, mẹ xem nào, con cưa lên cho mẹ xem. Ngày hôm sau thì đến lịch phát hành của cái bộ truyện mà mình yêu thích, thế cho nên là ngày hôm nay mình đã đến hiệu sách quen thuộc để mua. Và ta-ra, bây giờ thì đến thời gian unboxing thôi. Phải rất là lâu rồi thì mình mới unboxing một cái lượng truyện nhiều như thế này. Đợt trước thì mình hay làm những cái content như kiểu là tháng 7 mua gì, tháng 8 mua gì. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình đã không có quá nhiều thời gian để có thể gom truyện lại thành một đống để có thể làm được những cái series dài dài như thế. Và trong video ngày hôm nay mình đã quyết tâm unboxing rất là nhiều truyện như thế này. Mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên thì là hai cuốn sách mà mình đã mua được trong cái tuần này. Mình ít khi nào unboxing sách lắm, nhưng mà hàng tuần thì mình vẫn mua đều đặn 1 đến 2 cuốn sách. Đây là một cuốn sách chữa lành được nhà Merry-Go-Round giới thiệu. Cái cuốn này cũng khá là hay. Tiếp theo thì là một cuốn của Đại sư Tinh Vân. Đó là Mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất. Bình thường thì mình cũng rất hay đọc những cái dạng sách như thế này. Tiếp theo là những cái bộ truyện mà hàng tuần nó vẫn ra đều đặn thôi. Chắc là mọi người xem video của mình thì cũng đã quá quen thuộc với những cái tựa truyện này rồi. Ví dụ như là Zona Công Chúa Bình Minh tập 31 này, rồi Bạch Tuyết Tóc Đỏ, hoặc là Banana Fit. Trong lúc mọi người xem unboxing những cái bộ truyện đã quá quen thuộc trong những video hàng tuần thì mình lại ngồi tâm sự xàm xí một chút đối với mọi người. Đó là dạo gần đây thì mình đã tập cho mình một cái thói quen là cân đo đong đếm hơn khi mà mua truyện tranh. Những cái tựa truyện cũ hoặc là những cái tựa truyện mà mình
thật sự là yêu thích thì không nói làm gì, nhưng mà đối với những cái tựa truyện mới ra này thì mình đều kiểu xem xét kỹ hơn một chút này về chi phí, nội dung cho đến nét vẽ, bởi vì dạo gần đây mình cảm thấy là cái tủ truyện của mình nó đã quá tải mất rồi, thậm chí là về cả chi phí khi mua truyện của mình nó cũng đã tăng vọt hơn so với mọi tháng mọi năm, thế cho nên là mình đã phải cắt giảm một chút. Mình cũng muốn tiết kiệm chi phí hơn, tiết kiệm diện tích hơn. Cũng như mọi người đã biết thì cái năm nay khủng hoảng kinh tế nó cũng khá là ảnh hưởng đến những mọi thứ xung quanh. Thế cho nên là mình muốn mua sắm một cách thông minh và tối giản nhất có thể. Khi mà mình dọn dẹp nhà cửa thì mình như kiểu bị stress ấy, bởi vì là mình có quá nhiều chuyện, quá nhiều đồ đạc nhưng mà mình không biết để đâu cả. Diện tích thì nó vẫn như vậy, nhưng mà càng ngày thì chuyện nó càng nhiều hơn. Và kiểu mình như kiểu bị stress luôn ý. Tại vì mình là một đứa OCD, mình muốn nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, chuyện lúc nào cũng phải ngăn nắp, nhưng mà không thể ngăn nắp được với cái số chuyện hàng tuần, hàng tháng nó cứ tăng dần lên. Và thế là mình đã phải sốc lại nách và lập cho mình một cái kỷ luật khi mà mình mua chuyện. Mình không thể nào mà mua bừa phớ được. Bởi vì cái tình trạng hiện nay thì cái việc pass lại chuyện nó cũng không còn quá là dễ dàng nữa. Thậm chí là khi pass chuyện bằng giá bìa hoặc là thấp hơn giá bìa rất là nhiều thì cũng không có ai mua, hoặc là rất ít người mua luôn mọi người ạ. Và mình nghĩ rằng như thế thì nó rất là lãng phí. Vì vậy mình đã kỷ luật bản thân mình khi mua chuyện như vậy đấy. Và trong tuần này thì tập cuối cùng, tập 5 của Con Trai Tôi Hình Như Là Gay đã end và kết thúc cho cái bộ truyện này rồi. Đây cũng là một bộ truyện boy love khá là hay, mọi người cũng có thể đu nhá, nó chỉ có 5 tập thôi thì cũng khá là ít để mọi người có thể đu và không bị rông dài. Cũng là một cái phương án khá là tiết kiệm đấy. Và ten ren, chắc chắn là mọi người đã mong chờ rất là nhiều cái bộ truyện này rồi. Mọi người đều hỏi mình là: chị ơi, chị có đu Spy X Family tập 9 phiên bản đặc biệt không? Thì mình nói là mình có, nhưng mà mình đã om đến tận bây giờ thì mới làm unboxing cho mọi người. Đây, trên tay mình là tập 9 Spy X Family phiên bản thường. Trong phiên bản thường này chỉ có giá 25.000 thôi, và mình vẫn được tặng kèm một cái standy BVC trong như thế này. Có phiên bản thường rồi thì phải có phiên bản đặc biệt đúng không mọi người? Như nhà xuất bản Kim Đồng thì phải mua kèm một quyển thường thì mới có một quyển đặc biệt. Và cái cuốn đặc biệt này thì mình đã nhờ em của mình mua cho mình, bởi vì mình đã không có thời gian đi mua ấy. Cuốn phiên bản đặc biệt này thì có giá thành là 130.000. Ngoài cái lớp bìa cứng của nó ra thì mình còn được một cái bọc lớp bìa PVC như thế này, có chữ Spy Family Limited Edition. Mọi người có thể thấy không, cái cuốn truyện phiên bản đặc biệt này rất là đẹp, và còn có cả trang màu nữa. Vẫn như mọi khi thì mình không hề biết cái chất liệu giấy ở bên trong của cái bộ truyện phiên bản đặc biệt này nó khá là mịn và giống giấy của cái tạp chí. Ngoài ra thì mình trừ điểm nho nhỏ một chút xíu là khi cái đánh dấu trang màu xanh lá cây này thì nhìn nó hơi kiểu bị quê ấy. Giá mà cái đánh dấu trang nó màu xanh pastel như ở bên ngoài cùng màu với cái bìa truyện nữa thì mình sẽ thích hơn. Trong phiên bản đặc biệt này thì mình còn được tặng kèm một cái vỉ bookmark PVC trong nữa, kèm theo đó là một cái poster vô cùng là dễ thương hài hước luôn. Rất là đẹp đúng không nào? Tiếp theo thì là tập 2 Ngày Nghỉ Của Ngài Phản Diện. Đây cũng là một cái bộ truyện mà mình rất là thích luôn, có giá thành là 40.000, đến từ nhà xuất bản Kim Đồng. Cái bộ truyện vô cùng là hài hước và rất là cool ngầu nữa. Tiếp theo là tập 8 phiên bản đặc biệt Cô Gái Nơi Xứ Ngoài. Mình cho rằng là sang đến tập tiếp theo thì mình sẽ không mua phiên bản đặc biệt nữa, bởi vì là cái quà tặng kèm dạo gần đây thì mình lại không thích lắm và mình cũng không sử dụng ý. Thế cho nên là mình nghĩ là một cách tiết kiệm thì mình sẽ mua phiên bản thường thôi.
Và trời ơi, trên tay mình đang là cái bộ truyện mà mình mong ngóng nhất, đó chính là Nụ Hôn Tinh Nghịch tập 1 đến từ nhà xuất bản Trẻ. Mọi người có biết không, hồi xưa khi mà mình đâu đấy học lớp 5, lớp 6 thì mình đã đam mê cái bộ truyện này rồi. Mặc dù lúc đấy giữa hàng ngàn, hàng rừng các cái bộ solo, nhân vật vẽ truyện mắt to đùng, long lanh các thứ, thì mình lại lọt hố cái bộ truyện solo này mọi người ạ. Và đây cũng là một cái bộ truyện có cái bộ live action mà mình cực kỳ mê. Nếu ai cũng đã từng xem cái live action của bên Nhật mà tác giả nam chính là diễn viên Furukawa Yuki thủ vai ấy, thì mọi người đã biết được cái độ đam mê của cái bộ truyện này như thế nào rồi. Và giá thành cho một cái bộ truyện này là 90.000, dày 334 trang. Đối với cá nhân mình thì giá 90.000 là chấp nhận được, nhưng mà có một số các cái ý kiến trái chiều thì cho rằng 90.000 là khá là đắt. Theo cũng là một bộ truyện mới ra của nhà xuất bản Kim Đồng, đó chính là bộ Miền An Lạc. Mình khá là ấn tượng với cái bìa truyện của cái bộ này bởi vì người ta tỉa rất là kỹ, cũng như là màu sắc mang lại cho mình một cái cảm giác như kiểu là vùng quê này, rồi Tây Tạng, rồi hơi du mục một chút. Khi mà mình đọc lướt qua về nội dung thì mọi người có nói là đây là một cái cuộc sống đời thường của hai vợ chồng sống ở một cái vùng quê nọ trong một cái khe núi. Thế nên là mình đã rất là tò mò để mua thử và muốn đọc thử cái nội dung này. Khi nào mà mình đọc xong thì mình sẽ review kỹ hơn cho mọi người nhé. Và trong cái cuốn truyện này thì mình được tặng kèm một cái postcard. Và đây là những cuốn truyện Boy Love mà mình đã mua được trong tuần vừa qua. Không thể nào thiếu Boy Love được đúng không? Và đây trên tay mình đang là cuốn Wolfpack. Sorry mọi người nếu như mà tiếng Anh của mình hơi kém nhé. Mọi người biết là mình rất dở rồi đúng không? Khi mà mình điền cái form mua phiên bản đặc biệt của Sun City Five ấy, mình cũng đã đắn đo rất là nhiều nên mua cái cuốn này phiên bản thường hay là phiên bản đặc biệt. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã mua phiên bản thường thôi. Và như mọi người đã biết rồi đấy, mình rất là thích những cái thứ liên quan đến người thú, sói, sủng, rồi các kiểu bởi vì nó rất là hoang dại, rất là kiểu mờ lem, thế cho nên là mình không thể nào mà không đu cái bộ liên quan đến sói được rồi. Tiếp đến là một cái cuốn truyện mà mình nghĩ rằng là tại sao mình lại không mua phiên bản đặc biệt, bởi vì cái nét vẽ của nó quá đẹp. Và bây giờ thì mình lại ngồi tiếc bởi vì mình đã mua phiên bản thường. Đó chính là Chạm Vào Màn Đêm Trong Em đến từ nhà Amac. Trời ơi, đây là cái cuốn truyện mà mấy bạn follower đã recommend cho mình là nên mua cái bộ truyện này đi. Trời ơi mọi người ơi, cái nét vẽ nó phải là đỉnh của chóp. Mình kiểu lâu lắm rồi mình đã không thích một cái cuốn truyện Boy Love nào như thế này luôn, bởi vì cái nét vẽ của nó rất là đẹp, rất là tình luôn. Không hiểu sao mình cứ nhìn vào mắt nhân vật nam chính kiểu nhìn nhau rất rất là tình luôn ý. Mình kiểu không biết diễn tả như thế nào bởi vì mình đã quá là thích. Mình còn định kiểu mua thêm phiên bản đặc biệt nữa mọi người ạ, nhưng mà kiểu chi phí không cho phép, thế nên là mình đã phải stop lại. Trời ơi mọi người hãy mua cái cuốn truyện này đi, rất là hay. Và trong cái phiên bản thường này thì mình được tặng kèm một cái bookmark, một cái postcard giấy kiểu ánh ngọc trai nhũ này, rất là đẹp. Ngoài ra thì mình còn được tặng kèm một cái poster nữa. Đây là phiên bản thường có poster nha mọi người, có giá thành là đâu đấy là 110,000+ ý. Cái poster cũng quá là đẹp luôn, chắc chắn là mình phải mua khung để lồng vào rồi. Tiếp đến là cuốn Tâm Tư Thầm Kín Hóa Yêu Thương cũng đến từ nhà Amac. Mình nhớ không nhầm thì mình đã mua phiên bản đặc biệt thì phải, bởi vì trong cái phiên bản đặc biệt này mình được tặng kèm khá là nhiều quà. Cái cuốn này thì cũng là một cái cuốn truyện tranh boy love học sinh đời thường thôi, cũng khá là hay và dễ thương. Nói chung là mình cho nó 8 điểm. Đó, thì cái cuốn này mình được tặng kèm một cái bookmark, một cái postcard. Và ngoài ra thì mình còn được tặng kèm một cái postcard PVC trong in hình hai nhân vật, và được cho vào một cái bìa cứng như là kiểu khung ảnh, khung tranh ấy. Đó, thì mình nghĩ rằng là mình đã mua phiên bản đặc biệt nhưng mà mình quên mất giá của nó rồi.
Còn đây thì vẫn là cái bộ truyện tranh Boy Love mà mình thường xuyên recommend mọi người lên mua, đó chính là Tình Đầu Nhạt Phai tập 8 phiên bản đặc biệt. Trong phiên bản đặc biệt này thì mình vẫn được tặng kèm một cái bookmark NS card PVC như thế này. Và mọi người hãy nên đu cái bộ truyện này trước khi kiểu đu muộn xong rồi phải mua cả full tập ý, thì sẽ cảm giác là tốn tiền hơn khi mua từng tập một hàng tuần ý. Cá nhân mình nghĩ là như vậy, chứ thực ra là giá tiền nó cũng như nhau thôi à. Trời ơi, thật là vô chi. Và đó là tất cả số truyện mà mình đã mua được trong tuần vừa qua. Nhưng mà khoan khoan, chưa hết clip đâu nha mọi người, vẫn còn nữa đấy. Và sang tới ngày mới hôm sau thì mình và em Chi đã cùng nhau đi đến một cái quán cà phê mới mở. Đây là một cái quán cà phê và bánh rất là ngon luôn. Mình thì không được một cái đồng PR nào của quán cả, nhưng mà mình muốn recommend tới mọi người, bởi vì mình là một con nghiện cà phê này. Thế cho nên là khi mà uống được cái cốc cà phê ngon ý thì mình kiểu rất là phấn khích, và cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể đến và ăn bánh, uống cà phê. Cái quán này thì có phong cách vintage. Mình chỉ cho không gian quán đâu đấy tầm 6 điểm thôi, bởi vì mình hơi khó tính về không gian nội thất một chút. Còn về nhân viên phục vụ này, bánh này hay cà phê thì mình cho 10 điểm nha. Trời ơi, rất là ngon luôn. Vèo một cái thì những ngày nghỉ hè cũng sắp hết rồi, những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 dài cũng chuẩn bị khép lại và chuẩn bị chào đón một năm học mới. Thì mình hy vọng rằng mọi người sẽ đón chào một năm học mới thật là hứng khởi và nhiều niềm vui nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người đầu tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!